Shop Việt Radio, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Shop Việt Trình Radio. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ. Xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video những clip mới nhất em hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay Việt Trần hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một sản phẩm tuyệt đẹp, một chiếc đầu CD bình dân nhưng lại tích hợp rất nhiều tính năng hợp lý, ngon, bổ và chất lượng để gửi tới quý vị và các bạn. Chiếc đầu CD đời nông DCDS10 và đây là một trong những phiên bản có mức giá nhỉnh hơn 10 triệu đồng một chút xíu thôi. Quý vị và bạn sẽ sở hữu một chiếc đầu đọc tuyệt đẹp với thiết kế mặt phay màu vàng chanh rất sang trọng cùng khay đĩa và màn hình hiển thị ở chính giữa của bề mặt À, tạo cho chúng ta một cái nhìn cân đối và hài hòa dễ dàng phối ghép với các dòng sản phẩm cao cấp đến từ Nhật Bản đi kèm như là đờ nông, lắc men, mặt vàng xanh thì tuyệt là đẹp để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm ngoài tính năng đọc đĩa CD rất là tốt thì chiếc đầu CD đờ nông DCD-S10 còn có tính năng giải mã à, chất lượng giải mã rất là tốt đặc biệt giải trầm cực kỳ ấn tượng với chip giải mã PCM 1702 đến từ dòng sản phẩm DCDS10 này cho quý vị và các bạn một cái trải nghiệm cực kỳ hay và cực kỳ lý thú. đàn ông DCDS10 thì đang có sẵn hàng tại Việt Trì với số lượng một vài máy để quý vị và các bạn chọn lựa cũng như trải nghiệm. Và ở video này thì em xin quay chi tiết một máy để gửi tới quý vị và các bạn hình thức tuyệt đẹp của chiếc đầu CD này đã có sẵn hàng tại Việt Trì với tình trạng can à, hình thức phía trước thì anh em có thể quan sát thấy cực kỳ mới chưa hề có một xước răm dù là nhỏ nhất một trong những mô đen em tuyển lựa rất kỹ về để phục vụ quý vị và các bạn và quý vị và các bạn có thể quan sát cái vỏ của chiếc đầu cd này cũng cực kỳ đẹp và cực kỳ mới để anh em có thể chơi và trải nghiệm cũng như tất cả ốc Uh, giữ thì được mạ vàng cực kỳ sáng và cực kỳ tốt Chiếc đầu này thì có dây nguồn đi liền và đầy đủ phụ kiện như là catalog cũng như là điều khiển zin uh, Chiếc đầu CD DCD S10 thì chúng ta sẽ có hai đường analog out đó là một đường tín hiệu mặc định mắc và một đường chúng ta có thể điều chỉnh volume thông qua điều khiển từ xa cũng như chúng ta sẽ có hai đường digital out đó là Optical và Coaxian đây cũng như hai đường digital in là Coaxian và Optical ở bên cạnh và khi quý vị và các bạn kết hợp với các dòng book TV hay TV smart thì có thể kết nối optical hoặc cực kỳ tiện lợi ở đây. Và chiếc đầu này sử dụng nguồn điện 100V với công suất tiêu thụ sẽ là 20W và một sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản nên quý vị và bạn vô cùng yên tâm về độ bền cũng như chất lượng bởi đây là một trong những đất nước được kiểm định hàng hóa cũng như tiêu chuẩn rất cao để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm. Và chiếc đầu này với mức giá hiện tại đầy đủ phụ kiện zin theo máy chỉ với mức giá là 12,5 triệu đồng quý vị và các bạn sẽ sở hữu đàn nông DCD S10 tình trạng xuất sắc đang có sẵn hàng tại Việt Audio. và em đang có số lượng vài máy để quý vị và bạn chơi và chọn lựa và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn với các miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio. Xin mời quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc trực tiếp qua shop em tại Hà Nội. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.